nhận hay ghê ha. Sao mà tao huấn luyện nó hay thiệt không á. Trời ơi. Con gì á, người ta huấn luyện cũng được hết trơn á. Dạ. Ừ. Ôi, xanh đỏ đồ đẹp quá trời quá đất. Cưng ghê chàng ơi, coi kìa. Ủa, cái màu đẹp quá trời luôn. Ôi, hai cô cháu chụm đầu vô coi cái gì vậy? Chim, con chim nè. Đây nè. Chim hả? Đấy, ôi, chú Sáu, nghe chưa? Đây, cái clip thi chim. Chim mà cũng đi thi dốc cổ. Có chứ. Đó, người ta đem mấy con chim đẹp, chim quý này thi đó, thấy không? Dễ thương không? Chú Sáu không biết đâu hả? Râu với tóc mà người ta còn chừa để cho dài ra, người ta còn đi thi nữa. Chứ không chi là cái chim. Chim cái này là người ta hót đó, hót con nào hay thánh thót là người ta chấm. Người ta có nguyên một cái vàng qua giám khảo luôn đó, con nào hót hay được giải. Vậy hen. Dạ. Mà công nhận hay ghê nha. Nó vừa đẹp mà vừa khôn nữa. Huấn luyện đủ kiểu mà làm được hết à. Mấy bữa nay á, con nghe bác Hai Lúa cũng đang ngâm cứu chơi chim kiển. Để con chạy qua bển cho bác Hai ông đăng ký đi thi. Ủa nhưng mà thi là thi ở đâu? Quốc tế. Là mua vé máy bay bỏ con chim mày vô chở qua bển thi hả? Không, ở quốc tế qua đây cho mình thi. Cuộc thi này lớn lắm, đẳng cấp lắm. Ôi, thiệt á, ta thấy á, huấn luyện chim đẹp, chim quý ta thấy cũng thích thiệt. Mà công nhận mấy người già là cũng rảnh, có tiền làm chuyện không đâu. Chim em đi thi quốc tế. Thôi nha, cô ruột. Trời ơi, cái này là một cái sở thích, một cái đẳng cấp quý xà tộc của người ta. Đừng có nói tùm bậy tùm bạ à. Thằng Ba Lít nó nói phải rồi đó. Thôi ơi, cái xẻo lá này chỉ có bác Hai Đúa là một người đẳng cấp quý xà tộc thôi.